Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn, chúng ta lại quay lại với kênh của Happy Car. Và hôm nay thì Quyết làm clip này dành cho các khách hàng đang quan tâm đến chiếc dòng xe Vios năm 2020. Và có một số các khách hàng đang thắc mắc rằng là đang quan tâm không biết rằng là tổng giá trị lăn bánh của một chiếc xe Vios là bao nhiêu ở đại lý ở Hà Nội và đại lý tỉnh, và cũng như là cần tối thiểu bao nhiêu tiền để sở hữu chiếc xe Vios. Giải đáp các thắc mắc này thì Quyết sẽ làm clip ngày hôm nay để giải đáp chi tiết nhất về tổng giá trị lăn bánh ở tỉnh và cũng như là Hà Nội là bao nhiêu và cần tối thiểu là bao nhiêu để trả góp. Thì để không mất thời gian quý vị các bạn lâu, chúng ta sẽ bắt đầu ngay clip ngày hôm nay. Với bảng tính giá lăn bánh thì Quyết sẽ làm ở thị trường Hà Nội và cũng như thị trường tỉnh. Thì bắt đầu chúng ta sẽ làm thị trường Hà Nội trước với phiên bản Vios G1.5 CVT phiên bản năm 2020 với 7 túi khí. Thì giá hiện tại thì bây giờ đang là 570 triệu chưa bao gồm khuyến mãi. Hạng mục thứ hai là thuế trước bạ 12% thì sẽ là 68 triệu 400. Hạng mục thứ ba là biển số xe sẽ là 20 triệu. Thứ tư sẽ là phí đăng lưu hành đường bộ thì sẽ là 340.000. Thứ năm là bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc thì là 480.700. Đây là bắt buộc bạn nhé, chứ không phải là bảo hiểm thân vỏ. Thứ sáu sẽ là phí đường bộ 1 năm 12 tháng 1.560.000. Và tổng chi phí toàn bộ cho đăng ký sẽ là 90.780.700 ở hạng mục số 7. Và tổng chi phí lăn bánh tại Hà Nội sẽ là tổng chi phí đăng ký cộng với giá xe thì sẽ là 660.780.700 đồng, thì chưa bao gồm khuyến mãi. Với những bạn đang cần trả góp và vay tối đa được là 80%, vậy thì tối thiểu chúng ta cần chuẩn bị là 204.780.700 đồng. Đó là số tiền tối thiểu chúng ta cần phải chuẩn bị cho toàn bộ quy trình lăn bánh cho chiếc xe, chưa bao gồm các khuyến mãi. Thì nếu khuyến mãi ví dụ là 20 triệu chẳng hạn, thì chúng ta chỉ cần tối thiểu là lấy 204 triệu chúng ta trừ đi 20 triệu là chúng ta chỉ cần chuẩn bị từng đó thôi. Thì để biết thêm chi tiết thì mọi người hãy truy cập vào website nhé, hoặc gọi điện vào hotline để chúng ta biết thêm các chương trình khuyến mãi để chúng ta trừ đi một cách chi tiết hơn. Thì Quyết ở đây chỉ làm là theo giá niêm yết mà thôi. Với phiên bản Vios e CVT số tự động 3 túi khí tại Hà Nội thì chúng ta cũng tương tự như vậy, chúng ta sẽ có 7 hạng mục. Thứ nhất là giá xe 520 triệu, thuế trước bạ là 62.400.000 theo 12% giá niêm yết. Thứ ba là tiền biển số xe là 20 triệu. Thứ tư là phí đăng kiểm lưu hành là 340.000. Thứ năm là bảo hiểm trách nhiệm dân sự sẽ là 480.700. Thứ sáu sẽ là phí đường bộ 1 năm 12 tháng là 1.560.000, và tổng chi phí sẽ là 84.780.700. Và tổng chi phí lăn bánh tại Hà Nội với giá xe và tổng đăng ký là 604.780.700 đồng, thì chưa bao gồm khuyến mãi. Và chúng ta cần tối thiểu số tiền để chúng ta trả góp sẽ là 188.780.700 đồng, chưa bao gồm khuyến mãi. Thì khuyến mãi thì mọi người có thể tham khảo để chúng ta có thể trừ đi để chúng ta biết số tiền tối thiểu chúng ta có thể vay được. Và cuối cùng sẽ là phiên bản E số sàn tại Hà Nội với phiên bản 3 túi khí. Tương tự như vậy thì ở 7 hạng mục thì chúng ta sẽ có là giá niêm yết là 470 triệu, thuế trước bạ 12% sẽ tính theo giá niêm yết là 56.400.000, biển số sẽ là 20 triệu, phí đăng kiểm sẽ là 340.000, bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc 480.700 đồng, phí đường bộ 1 năm 12 tháng sẽ là 1.560.000, và tổng chi phí đăng ký sẽ là 78.780.700 đồng. Và tổng chi phí lăn bánh toàn bộ tại Hà Nội sẽ là 548.780.700 đồng. Chẵn. Vậy thì số tiền tối thiểu chúng ta cần có đối với phiên bản E số sàn tại Hà Nội là 172.780.700 đồng chẵn. Vậy thì số tiền này chưa bao gồm khuyến mãi. Và để biết thêm được chi tiết thì mọi người hãy truy cập vào website hoặc là gọi điện vào hotline 0394 016 064 để chúng ta biết được thêm các cái khuyến mãi, và mọi người trừ đi số tiền này chắc chắn nó sẽ ít hơn rất là nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với bảng giá xe chi tiết lăn bánh tại thị trường tỉnh. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với phiên bản Vios e số sàn 3 túi khí năm 2020 tại thị trường tỉnh, bao gồm ở 9 hạng mục. Đầu tiên là giá xe niêm yết là 470 triệu chưa bao gồm giá khuyến mãi. Thứ hai là thuế trước bạ giá theo 10% theo giá niêm yết là 47 triệu. Thứ ba là biển số sẽ là 1 triệu ở thị trường tỉnh, tùy theo các tỉnh nhưng hầu hết thì là 1 triệu.
Thứ tư là phí đăng kiểm lưu hành là 340.000. Thứ năm, bảo hiểm trách nhiệm dân sự 480.700. Thứ sáu, phí đường bộ 1 năm 12 tháng 1.560.000. Thứ bảy, tổng chi phí đăng ký sẽ là 50.380.700 và tổng chi phí lăn bánh tại tỉnh sẽ là cả giá xe và tổng chi phí đăng ký là 520.380.700 đồng. Thì giá này sẽ chưa bao gồm giá khuyến mãi, thì tùy theo giá khuyến mãi thì mọi người sẽ được giảm thêm. Ví dụ như là đang 520 chẳng hạn thì chúng ta sẽ giảm thêm hiện tại 30 triệu tiền mặt chẳng hạn, thì sẽ còn có 490 thôi tổng giá trị lăn bánh. Vậy thì chi phí trả góp tối thiểu chúng ta cần bao nhiêu? Thì ở đây tối đa chúng ta có thể vay được lên tới 80%. Vậy chi phí tối thiểu chúng ta sẽ chuẩn bị là 144.380.700 đồng. Số tiền này thì chưa bao gồm khuyến mãi. Vậy thì chúng ta có thể tùy theo thì mọi người cứ lấy 144 triệu chúng ta trừ đi giá khuyến mãi là chúng ta cần tối thiểu từng đó. Vậy là chúng ta có thể làm xong bảng tính nhanh của chiếc xe Vios E phiên bản 3 túi khí năm 2020. Phiên bản tại thị trường tỉnh. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với Toyota Vios E CVT số tự động tại thị trường tỉnh. Thì tương tự như vậy thì từ hạng 1 đến hạng 6, giá xe, thuế trước bạ, biển số, phí đăng ký đăng kiểm, bảo hiểm nhân sự, phí đường bộ, tổng chi phí sẽ là 55.380.700 đồng. Đấy là tổng chi phí đăng ký. Chúng ta đấy là cố định rồi. Và tổng chi phí đăng ký lăn bánh bao gồm giá xe và chi phí đăng ký sẽ là 575.380.700 đồng, chưa bao gồm khuyến mãi. Và chi phí trả góp ấy, tối thiểu mà mọi người cần có trong một chiếc xe sẽ là 159.380.700 đồng. Tuy nhiên thì đây cũng chưa phải là khuyến mãi, chưa bao gồm khuyến mãi, vì thế là cái chi phí này sẽ tùy theo. Ví dụ là 159 triệu thì mọi người có thể giảm đi, ví dụ ở thời điểm hiện tại khoảng 20 triệu chẳng hạn, thì nó chỉ còn mọi người chỉ cần chuẩn bị tối thiểu là 139.380.700 đồng mà thôi. Cuối cùng của thị trường tỉnh đó là Vios G phiên bản CVT, phiên bản số tự động cao cấp nhất, sẽ có gồm tổng chi phí đăng ký sẽ là 60.380.700 đồng, bao gồm từ hạng mục 1 cho đến hạng mục thứ 6. Và tổng chi phí lăn bánh tại tỉnh sẽ bao gồm là giá xe và tổng chi phí đăng ký sẽ là 630.380.700 đồng, chưa bao gồm khuyến mãi. Và để trả góp tối thiểu chúng ta cần có đó chính là 174.380.700 đồng. Thì số tiền này thì chưa bao gồm khuyến mãi, thì mọi người có thể trừ đi khuyến mãi ở thời điểm hiện tại. Nếu mọi người chưa biết khuyến mãi thì hãy gọi vào hotline 0394046064 để được giải đáp một cách rất rất chi tiết. Và vừa rồi thì Quyết vừa giới thiệu cho mọi người đầy đủ một cách chi tiết nhất về thủ tục về đăng ký tổng giá trị lăn bánh của chiếc xe Vios năm 2020 ở đại lý tỉnh và cũng như đại lý Hà Nội, và các bạn cần tối thiểu là bao nhiêu tiền để sở hữu chiếc xe Vios năm 2020. Và hy vọng rằng clip ngày hôm nay sẽ mang lại những giá trị và cũng như là giúp mọi người có thể dự kiến được số tiền mình bỏ ra cho dòng xe Vios. Và tiện ra đây thì Quyết cũng giới thiệu cho mọi người về dòng xe Vios năm 2020 đang khuyến mãi từ 20 cho đến 30 triệu đồng tại đại lý Toyota Anh Xuân. Để ủng hộ đại lý Happy Car thì mọi người đừng ngần ngại truy cập vào website, Quyết sẽ để đường link ở phần dưới phần mô tả, và cũng như gọi vào hotline 0394046064. Và nếu mọi người thích video này thì đừng quên bấm nút đăng ký ở phía bên cạnh, ở phía ngay phía dưới đây. Và để không bỏ lỡ bất cứ video nào, hãy ấn nút chuông bên cạnh. Và còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.